Chỉ với 599.000 đồng, chúng ta đã có thể mua sắm ngay 3 bộ đồ thêu mặt nhà của thương hiệu Hewon Style, thoải mái trong vận động, tạo kiểu dáng thật đẹp mắt cho các chị em phụ nữ của mình và chất liệu thun lạnh, mặc rất mát các chị em nha. Trong bộ sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có là một bộ tay dài, một bộ tay ngắn và thêm là một bộ lửng không tay làm quà tặng nữa. Cơ hội rất là ưu đãi với các chị em phụ nữ mình phải cần đẹp mọi lúc mọi nơi các chị em nha. Và đừng quên chúng ta làm đẹp ngay tại ở gian nhà của mình luôn. Và tất nhiên đẹp phải đi đôi với thoải mái để mình còn có thể làm việc nhà nè, để mình còn có thể là bồng con, bế cháu hay là đi chợ mua sắm các vật dụng chẳng hạn. Chúng tôi gửi đến cho quý vị bộ trang phục này vừa mặc đẹp vừa cảm thấy thoải mái và năng động mỗi ngày các chị em nha. Chúng ta có thể là thay đổi màu sắc với bộ xanh thì mặt nhìn tươi mát hơn hoặc là nổi bật hơn cùng với lại màu đỏ đôi chẳng hạn, rồi có thêm bộ lửng không tay nữa với sắc hồng nhẹ nhàng. Và với dòng sản phẩm này chúng tôi gửi đến thì quý vị có thể là dễ dàng lựa chọn mua sắm cho bản thân mình hoặc dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Các chị em phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, chúng ta cũng có thể là diện bộ trang phục mặt nhà này các chị em nha. Đó, có điểm nhấn ở ngay khu vực cổ áo nè, tôn lên vẻ đẹp nữ tính cho các chị em mình và tạo điểm nhấn cho phần cổ của chúng ta. Đồng bộ với cả phần ren khêu ở ngay cả phần tay áo nè, cũng như là chiếc quần của mình và cả vạt áo nữa quý vị ạ. Chúng ta có thể sở hữu bộ trang phục này làm quà tặng với mức giá rất là hấp dẫn luôn. Chỉ có 599.000 đồng mà thôi, lại có đến là 3 bộ giao hàng đến tận nha. Và ngày hôm nay thì quý vị các bạn chúng ta có đến là 3 bộ để mình có thể là thay đổi luôn cái chị em à. Khi mà chúng ta lựa chọn bộ sản phẩm này thì như là hình ảnh quý vị đang quan sát đó, có bộ tay lỡ, có bộ tay ngắn, có bộ thắt nách nữa để chúng ta có thể là dễ dàng mình lựa chọn và mình mặc tùy theo cái công việc nhà của mình hoặc là tùy theo cái cảm hứng của ngày hôm đó đi. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là cả 3 bộ đều có cái họa tiết thêu nè, nó nổi bật ở trên sản phẩm của mình và tạo nên cái độ sang trọng nè, cái độ dễ chịu thoải mái khi mà chúng ta mặc cùng với chất liệu nữa chứ. Để quý vị các bạn chúng ta có thể là yên tâm vừa có thể làm việc nhà thoải mái, vừa có thể mặc và tiếp khách nè, đón tiếp khách đến gia đình của mình hoặc là chúng ta có thể là đi đón con nhỏ chẳng hạn, đi đón cháu nhỏ đều cảm thấy rất là dễ chịu luôn mà vẫn sang trọng và lịch sự. Và Khanh để ý là cái chất liệu thun lạnh đó thực ra là rất là dễ làm chiều lòng các chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em phụ nữ lứa tuổi trung niên trở lên ở trong gia đình của mình, bởi vì nó quá là mát đi đúng không? Trong mọi cử động, trong mọi vận động của mình hàng ngày, nó cũng ít tạo ra những cái vết lằn ngấn ở trên, đầu tiên là da của mình nè, thứ hai là ngay trên bộ trang phục, do đó là cũng hạn chế cái tình trạng là trở nên là kém lịch sự khi mà chúng ta ra mở cửa cho khách đến chơi nhà quý vị nha. Bởi vì Kiều Khanh nhận thấy là những cái bộ trang phục mà bằng thun lạnh như thế này á, thực ra khi mà chúng ta đứng lên ngồi xuống nhiều lần trong suốt một ngày dài như vậy, nó cũng ít để lại những cái nếp ngấn nè ở trên phần áo nè, hay là ngay cả là trên phần lưng quần của mình chẳng hạn, hay là những cái chỗ mà cái khớp khuỷu tay hay là khuỷu chân của mình đó. Do đó là các chị em phụ nữ cũng cảm thấy rất là thoải mái trong mọi vận động hàng ngày luôn. Rồi cái chất liệu này nó đem lại cái cảm giác khá là mát mẻ, dễ chịu nữa. Đặc biệt là khi mà chúng ta mặc trong những cái ngày nóng bức khó chịu đó, thường là ở trong nhà của mình đó, thì mình nhiều khi là bởi vì trong nhà mình đóng kín mà, do đó là mình cũng cảm giác là nó hơi hầm bí khó chịu. Nếu như mà chúng ta mặc những cái bộ trang phục mặt nhà nó quá dày thì cũng sẽ đem lại không ít là sự phiền toái đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta thay vì là phiền toái mệt mỏi như vậy thì chúng ta sẽ có ngay là 3 bộ luôn để tạo cho mình sự dễ chịu nè, dễ chịu trong vận động của mình ở công việc nhà nè, dễ chịu khi mà chúng ta cảm thấy là mình đẹp hơn, tự tin hơn đúng không ạ? Và chúng tôi gửi đến cho quý vị dòng sản phẩm này, mình mua 2 bộ sẽ được tặng thêm 1 bộ quý vị nha. Mua bộ tay lỡ nè với sắc xanh như quý vị đang quan sát, rồi thêm là 1 bộ tay ngắn nữa. Rồi chúng ta sẽ được tặng thêm là 1 bộ lửng không tay với một cái sắc hồng nhẹ như vậy, và tùy theo quý vị các bạn chúng ta thích là mặc ngắn hay là mặc quần lửng thì cũng đều có luôn trong bộ sản phẩm của mình nè. Và mức giá chúng tôi gửi đến rất là ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay, chỉ có 599.000 đồng mà thôi. Và ngay bây giờ thì gia đình mình đã có thể là thực hiện cuộc gọi để có thể đặt hàng được sản phẩm này rồi. Và dù ở địa chỉ nào thì chúng tôi cũng sẽ giao đến tận nơi và hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Cho nên là các chị em hãy đầu tư ngay cho mình những bộ trang phục mặt nhà chất lượng cùng với chúng tôi nhé. Sở hữu ngay combo bộ đồ thêu mặt nhà từ thương hiệu Hewon Style với màu sắc nhã nhặn, đường may chắc chắn, họa tiết thêu dịch kim sa trọng, form dáng phù hợp với mọi cân nặng từ 45 cho đến 65 kg, thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ trung niên. Combo bộ đồ thêu mặt nhà Hewon Style, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, có chất liệu thun lạnh, thoáng khí, mềm mại, thấm hút mồ hôi rất tốt, có độ co giãn tốt giúp mình cảm thấy thoải mái và dễ vận động, hạn chế phai màu và không bị biến dạng khi giặt, nhanh khô, không tốn thời gian ủi thẳng. Đây chính là trang phục không thể thiếu cho các chị em nội trợ. Cơ hội mua sắm hấp dẫn quay trở lại với quý vị trong chương trình ngày thương hiệu vàng của Hewon Style. Sở hữu ngay combo bộ đồ thêu mặt nhà quý vị nha, với mức giá chỉ là 599.000 đồng mà thôi, nhận tặng thêm một nước xả vải cơm pha Thái Lan và tích lũy 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau.
dir einmal geschenkt. Und so wurdest du mal eben zu dem Chef, der es auch lenkt. Es kann fordern und verschonen, ist mal fremd und mal vertraut. Ein Riesenrad an Emotionen, mal ganz leise, mal ganz laut. Dieses wunderbare Leben ist für dich total normal. Dabei warst du doch eben die allererste Wahl. Manchen geht es ausgezeichnet, andere haben nicht so viel Glück. Aber was du damit anfängst, liegt bei dir ein ganzes Stück. Denn du weißt, es ist deins, es ist deins. Und du weißt, es gibt eins, nur eins. Quý vị thân mến, Phụ Yến thấy là cái mức giá dành cho là ba bộ này rất là hấp dẫn luôn đó Kiều Khanh nè. Bởi vì mình mua 2 được tặng 1 đúng không? Tính ra là mình đầu tư là 599.000 đồng, nhưng mà quý vị nhẩm tính là mình có được một lần như vậy là ba bộ rất là chất lượng. Phụ Yến thấy là đợt trước mẹ Phụ Yến thì rất là thích mặt không lạnh. Đợt trước cũng mua đó, nhưng mà mua lẻ ở bên ngoài thì đã là 300 mấy gần 400 ngàn một bộ rồi. Đó, mà đem về thì cũng là cái họa tiết theo như vậy, cũng chất liệu thun lạnh. Nhưng mà nếu mà Yến tính ra là mua như vậy thì lợi hơn rất là nhiều luôn đúng không? Biết vậy là có cái cơ hội này là phải mua thêm rồi. Đó, mua thêm thì có thể, đi. Giờ lại có thể là mẹ thay đổi nhiều màu nữa. Có màu xanh nè, có màu đỏ đậm nè, rồi có thêm là cái sắc hồng nữa để có thể là dễ dàng mặc ở nhà của mình rất là thoải mái, nhưng mà cũng vô cùng lịch sự luôn đó Khanh ơi. Thực ra khi mà mình đi ra ngoài mình mua sắm, ví dụ như mình ra chợ chẳng hạn đi, có rất là nhiều các bộ thun lạnh khác nhau để mình chọn và cũng có nhiều mức giá lắm. Nhưng mà Kiều Khanh để ý là tùy theo cái mức chi phí đầu tư của mình mà mình sẽ nhận về cái chất lượng tương đương quý vị nha. Ví dụ như là đôi khi chúng ta chỉ hơn 100.000 đồng thôi mình đã mua được một cái bộ thun lạnh rồi, nhưng mà từng đường kim mũi chỉ thì nó lại không có được chắc chắn cho lắm. Bên cạnh đó nữa là Kiều Khanh nhận thấy là cái loại chất liệu thun lạnh này nó khá là mỏng và cũng rất là dễ sờn Phụ Yến ha. Do đó là tùy theo cái thương hiệu mà mình lựa chọn, cũng như là tùy theo cái mức chi phí mà mình lựa chọn để đầu tư ban đầu cho bộ đồ mặc nhà của mình sẽ quyết định đến việc là chúng ta có tận dụng được những cái bộ trang phục này nó lâu hay không. Lâu là ở chỗ đó chính là sử dụng lâu mà ít sờn rách nè ha, rồi ít bị phai màu nè, cũng như là lúc nào mình mặc mình cũng có cảm giác dễ chịu như hồi mình mới mua về vậy đó. Đúng rồi, và khi mà chúng ta mua như vậy đó mình cũng đầu tư cho cái tủ quần áo của nhà mình luôn. Nếu như trước đây là nhìn vào là thấy lộn xộn đồ bộ mặc nhà nè, cứ cắm cái áo này với cái quần kia. Đúng rồi, bây giờ là mình đã có ngay đồ bộ như vậy các chị em nha. Đó, có 3 màu luôn, thoải mái. Và cái điều quan trọng là khi mà mình mặc mình cảm nhận được cái sự dễ chịu, cái sự thoải mái. Ví dụ như bây giờ mình lấy một cái chiếc áo ra nè, đó các chị em mình có thể là mình kéo giãn nó để mình cảm nhận được cái độ co giãn rất là tốt. Kiều Khanh cầm cái mé bên này đây nè. Rồi bây giờ hai đứa mình kéo thử nha. Đó quý vị các bạn, chúng ta hình dung là cái chất liệu co giãn rất là tốt luôn quý vị. Cho nên là khi mà mình vận động, mình làm việc nhà nè, mình đứng lên, mình ngồi xuống, mình quét lau nhà, hoặc là mình có thể giặt đồ, rửa chén, nấu cơm mà chúng ta cũng yên tâm là mặc rất là thoải mái các chị em nha. Co giãn rất là tốt. Và ngay cả các chị em nào mà người chúng ta tròn tròn một chút xíu á, mình muốn đó là mình che đi cái phần ở bụng của mình. Đó thì cái thùng của phần áo của chúng ta ở đây cũng khá là rộng như thế này đây. Đó để mình có thể là mặc thoải mái, nó không có quá ôm mà nhiều khi nó ngấn cái mỡ bụng của chúng ta lên thì không có đẹp. Ở đây đó mình mặc rộng thoải mái như thế này đây, mà cái dáng áo của mình nó vẫn đứng dáng. Đó cái với cái chất liệu thun lạnh và có cái cổ làm cái điểm nhấn nữa cũng rất là sáng luôn. Và đặc biệt là với cái chất liệu thun lạnh á, mà khi mà nó dày dặn như thế này nè, tức là khi mà mình cầm lên á, mình Khanh thử thọt tay vô nha, thì nó không có tạo ra, ví dụ như là không có dễ bị lộ da ở bên trong, cũng tức là do cái mật độ của những cái sợi thun đó quý vị, nó khá là dày dặn, nó khá là chắc sát với nhau, do đó là tạo nên là được là cái bề mặt thun lạnh nó mịn nè, nó chắc và nó rất là dày như thế này. Tuy nhiên á, đối với nhiều người nghe chữ dày á thì không biết là nó có thoáng hay không, thì bây giờ Kiều Khanh thực hiện luôn một cái thử nghiệm để cho quý vị có thể thấy nha. Đó là thử nghiệm rất là quen
quen thuộc đối với đá khói. Thì bởi vì đá khói nó tạo ra cái luồng khói với màu rất là rõ rệt, do đó chúng ta có thể thấy là cái luồng không khí này nó có đi qua những cái thớ vải nó nhanh chóng hay không. Thì bây giờ quý vị có thể cùng quan sát với Kiều Khanh nha. Đây là một lớp nha, đầu tiên là mình thử nghiệm với một lớp thôi, là có thể thấy là cái luồng không khí nó đi qua rất là đơn giản, rất là nhanh chóng. Còn không biết là cả hai lớp áo thì sao, khi mà chúng ta mặc cả một ngày dài có đem đến cái sự bức bí khó chịu hay không. Thì đó, quý vị thấy đó, thậm chí là Kiều Khanh chưa bọc kín cái lớp áo ở xung quanh cái hũ như thế này, nhưng mà cái luồng khói đã đi qua rất là nhanh, kể cả với hai lớp áo như thế này. Do đó khi mà chúng ta mặc á suốt cả một ngày dài nha quý vị nha, thì quý vị sẽ nhận thấy đó chính là chúng ta lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu. Rồi bây giờ thử thách là bốn lớp áo luôn hả Phùng Yến hả, với hai cái áo khác nhau, với hai lớp tận như vậy luôn quý vị nha. Đó mà luồng không khí này vẫn đi qua cực kỳ dễ dàng như thế này đây. Rồi như vậy là các chị em phụ nữ trong gia đình của mình yên tâm chưa ạ? Khi mà chúng ta mặc cả bộ thun lạnh này suốt cả một ngày dài đó, thì với thiết kế của nó thì đem lại cái sự kín đáo quý vị nha. Tuy nhiên vẫn rất là thoải mái và dễ chịu, không hầm bí. Và Phùng Yến thích đó là ngoài cái việc là chúng ta có cái chất liệu thun lạnh mặt mát nè, thoáng khí, dễ chịu, mà thì chúng ta còn có thêm đó là cái kiểu dáng, cái màu sắc của nó nữa. Nó phối hợp chung với lại những cái họa tiết hoa ở bên trên cũng rất là đẹp mắt luôn đó Kiều Khanh nè. Nó coi nhìn không có bị nhàm chán đúng không? Nhiều khi là một bộ đồ trơn không có điểm nhấn thì mình nhìn thấy là mặc ở nhà như vậy mặc dù mát đó nhưng mà thấy hơi chán. Nhưng mà ở đây quý vị thấy là nó có họa tiết hoa nha. Nó đang xen giữa cái sắc xanh nè chung với lại cái hoa vàng, và nó viền theo đúng cái form của cái cổ áo luôn quý vị ạ. Nó đi bo như vậy, tròn như vậy, và chúng ta sẽ thấy là cái khuôn mặt của mình đó, cái gương mặt của mình nó sẽ sáng hơn khi mà có cái đường viền ở cổ. Ví dụ như là Phùng Yến mặc ở đây thì cũng cảm thấy là rất là thoải mái và cũng rất là đẹp nữa đó Khanh nè. Cảm thấy là mình có thể là ví dụ như có ai đó nhấn chuông nhà mình giao hàng, hoặc là đến khách đến chơi nhà mình chẳng hạn, thì mình cũng có thể ra đón tiếp. Hoặc là nhiều khi là các mẹ các dì đi đón cháu đón con thì chúng ta cũng có thể là mặc bộ này mình chạy xe bình thường, đâu có vấn đề gì đâu đúng không, rất là lịch sự luôn. Và khi mà mặc ở trên người như vậy á, thì mình cảm nhận được sự tự tin, cảm nhận được sự thoải mái, sự dễ chịu, không có lo ngại như trước đây nữa. Và thật ra thì bộ này mình nói là dành cho các chị em phụ nữ trung niên, nhưng mà ngày hôm nay Yến với Khanh mặc thì thấy cũng được mà, đâu đến nỗi đúng không nào. Và cũng thấy rất là thoải mái. Ví dụ như mình cũng có thể là mua mà chia hai mẹ con cùng mặc chẳng hạn. Mặc bộ xanh, ví dụ con có thể là mặc bộ xanh chẳng hạn trẻ trung nè, với tươi tắn với cái đường hoa nó có thể là đan vàng với xanh ở trên trên đây luôn, và cũng đồng bộ với lại cả cái phần tay áo như thế này nữa đây. Đó, các chị em mình thấy là cả cái tay áo của chúng ta cũng sẽ có cái điểm nhấn họa tiết nhé, họa tiết đồng bộ chung với lại phần cổ áo luôn. Đó, và chúng ta có thể là yên tâm mặc thoải mái mà lại còn đẹp nữa. Và Khanh thấy có một cái điểm cộng nữa từ cái chất liệu thun lạnh, đó chính là bởi vì nó mỏng và khá là nhẹ, do đó khi mà chúng ta xếp đồ đó, sau khi mà phơi đồ xong rồi thì mình cũng có thể là xếp gọn và cuộn gọn lại như thế này quý vị nha. Đây cũng là một chiêu mà Kiều Khanh mới học được gần đây từ mẹ chồng của mình đó, đó chính là có thể là xếp gọn những cái bộ đồ lại với nhau bằng cách là cuốn nó lại thành những cái cuộn như thế này, sau đó cho gọn vào trong tủ, tiết kiệm diện tích rất là tốt luôn các chị em nha. Và chúng ta cũng rất là dễ tìm được những cái bộ đồ của mình nữa, và sau khi mà mình xả ra để mình mặc lên trên người đó thì nó cũng không có quá nhăn, không có tạo nên cái tình trạng là nhầu nhĩ rất là xấu hay rất là kém lịch sự quý vị nha. Và đó là các chị em phụ nữ cũng rất là yên tâm khi mình sở hữu những cái bộ trang phục thun lạnh như thế này nè. Đó, ví dụ như là mình có thể là mở ra như thế này mình mặc luôn đó, không đến nỗi là quá nhăn. Tuy nhiên nó cũng hơi hơi, nó có một cái số đường nhưng mà nó nhỏ nếu mà chúng ta cố tình nhầu như thế này, nhưng mà cũng không đến nỗi các chị em nha, mình vẫn có thể là mặc rất là thoải mái ngay tại nhà luôn và mặc cả ngày luôn các chị em mà. Và chúng ta đang nhìn hình ảnh này, đây là quà tặng như chị em nhé. Khi mà chúng ta mua đó thì chúng ta chỉ mua hai bộ cho sản phẩm chính thôi, còn với cái bộ không tay này thì là quà tặng rất là ưu đãi luôn. Như vậy là mình chỉ đầu tư là hai bộ sản phẩm chính thôi, nhưng mà được tặng thêm một bộ nữa, số lượng sản phẩm lên đến là ba bộ tha hồ để mình có thể thay đổi. Và với bộ quà tặng thì các chị em thấy đó, nó cũng có là họa tiết hoa thơm như thế này đây, viền ở cổ và kết hợp màu sắc với cái sắc hồng chủ đạo của bộ chính là chung với lại cả hoa vàng nữa. Và với cái quần của bộ quà tặng thì là quần lửng các chị em nha, quần lửng cũng sẽ có cái đường viền đồng bộ với chiếc áo của mình luôn. Và ví dụ như bộ lửng thì cũng rất là dễ mặc, ngày đó có thể là ngày trời hè nóng nực bực bội chẳng hạn, mình sẽ mặc cái bộ đồ nào mát mẻ nó ngắn thoải mái một chút xíu thôi, thì mình đã có bộ quà tặng như thế này đây. Một lần mua sắm đầu tư chỉ 599.000 đồng mà có đến ba bộ luôn, và còn được giao hàng đến tận nhà tại 63 tỉnh thành nữa chứ. Do đó cũng giúp tiết kiệm thời gian cho những người nội trợ trong gia đình của mình, hay là các chị em phụ nữ trung niên trong gia đình của mình. Bởi vì trước giờ thì mình thích mua sắm rồi đó, thích mua sắm những cái bộ đồ mặc nhà cái chất liệu tốt nè, thun lạnh mát mẻ dễ chịu và với những cái hoa văn nó cũng khá là đặc sắc như thế này thì chúng ta cũng rất là thích rồi. Tuy nhiên là nhiều khi không biết mua ở đâu thì có chất lượng hợp ý
nè, hay là thương hiệu cũng uy tín, giúp cho mình cảm thấy là tự tin khi lựa chọn mua sắm hơn. Và ngày hôm nay tất cả những cái yếu tố đó đều đã có đủ, thì chúng ta cũng đừng để cơ hội này trôi qua ngoài tầm tay của mình quý vị nha. Chỉ có 599.000 đồng mà thôi, và chỉ cần sau một đơn đặt hàng của quý vị, cho dù là giao đến bất kỳ nơi đâu tại 63 tỉnh thành, thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện những vấn đề đó giúp cho quý vị nha. Hãy nhanh tay đặt hàng cùng thương hiệu Hair Style. Chỉ với 599.000 đồng, chúng ta đã có thể mua sắm ngay 3 bộ đồ thêu mặt nhà của thương hiệu Hair Style, thoải mái trong vận động, tạo kiểu dáng thật đẹp mắt cho các chị em phụ nữ của mình, và chất liệu thun lạnh, mặc rất mát các chị em nha. Trong bộ sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có là một bộ tay dài, một bộ tay ngắn và thêm là một bộ lửng không tay làm quà tặng nữa. Cơ hội rất là ưu đãi với các chị em phụ nữ mình phải cần đẹp mọi lúc mọi nơi các chị em nha. Và đừng quên, chúng ta làm đẹp ngay tại ở gian nhà của mình luôn. Và tất nhiên đẹp phải đi đôi với thoải mái, để mình còn có thể làm việc nhà nè, để mình còn có thể là bồng con, bế cháu hay là đi chợ mua sắm các vật dụng chẳng hạn. Chúng tôi gửi đến cho quý vị bộ trang phục này, vừa mặc đẹp vừa cảm thấy thoải mái và năng động mỗi ngày các chị em nha. Chúng ta có thể là thay đổi màu sắc, với bộ xanh thì mặc nhìn tươi mát hơn hoặc là nổi bật hơn cùng với lại màu đỏ đôi chẳng hạn, rồi có thêm bộ lửng không tay nữa với sắc hồng nhẹ nhàng. Và với dòng sản phẩm này chúng tôi gửi đến thì quý vị có thể là dễ dàng lựa chọn mua sắm cho bản thân mình hoặc dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Các chị em phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau, chúng ta cũng có thể là diện bộ trang phục mặc nhà này các chị em nha. Đó, có điểm nhấn ở ngay khu vực cổ áo nè, tôn lên vẻ đẹp nữ tính cho các chị em mình và tạo điểm nhấn cho phần cổ của chúng ta. Đồng bộ với cả phần ren thêu ở ngay cả phần tay áo nè, cũng như là chiếc quần của mình và cả vạt áo nữa quý vị ạ. Chúng ta có thể sở hữu bộ trang phục này làm quà tặng với mức giá rất là hấp dẫn luôn, chỉ có 599.000 đồng mà thôi, lại có đến là 3 bộ giao hàng đến tận nhà. Combo bộ đồ thêu mặt nhà Hewon Style, màu sắc nhã nhặn, đường may chắc chắn, họa tiết thêu dịch kim sang trọng, form dáng phù hợp với mọi cân nặng từ 45 cho đến 65 kg, thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ trung niên. Combo bộ đồ thêu mặt nhà Hewon Style sản xuất tại Việt Nam, chất liệu thun lạnh, thoáng kín, mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt, độ co giãn tốt, giúp người mặc thoải mái, dễ vận động, hạn chế phai màu và không bị biến dạng khi giặt, nhanh khô, không tốn thời gian ủi thẳng, trang phục không thể thiếu cho các chị em nội trợ. Trong chương trình ngày thương hiệu vàng của Hewon Style, sở hữu ngay combo bộ đồ thêu mặt nhà quý vị nha, với mức giá chỉ là 599.000 đồng mà thôi, nhận tặng thêm một nước xả vải cơm pha Thái Lan và tích lũy 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Các chị em thân mến, như là chúng tôi đã chia sẻ trong suốt thời gian của chương trình mình đó, là khi mà mình ở nhà thì mình cũng phải đẹp, mình cũng phải thoải mái, tự tin, đúng không nào? Và với những bộ trang phục chất lượng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến thì hy vọng các chị em mình có ngay nhờ những người bạn đồng hành cho cái vẻ đẹp, cho sự thoải mái của mình ngay tại nhà luôn các chị em nha. Và với bộ trang phục này thì chúng ta sẽ thấy là những cái họa tiết á, nó cũng rất là tinh tế ở cả phần viền cổ nè, rồi cả cái viền cánh tay, khuỷu tay của chúng ta cũng có luôn, rồi cái phần viền dưới đáy của áo đó, hay là các chị em mình thấy là cả cái vùng quần của chúng ta cũng viền đồng bộ với nhau. Như vậy là chúng ta có sự kết hợp giữa áo và quần chung một bộ, một set như vậy, mình hay gọi là một set như vậy, mình mặc vào mình cũng thấy là tự tin và thời trang hơn. Chính xác rồi, và chúng ta sẽ có đến tận là 3 giải pháp mới đúng không? Bởi vì có đến tận 3 bộ mà, nếu mà tính luôn cả sản phẩm chính lẫn sản phẩm quà tặng, để thay thế cho những cái bộ đồ mặc nhà đã cũ trong gia đình của mình, hay là thậm chí trước đây chúng ta chưa từng sở hữu bộ đồ mặc nhà nào tử tế luôn, mà thường là kết hợp đại, ví dụ như là những chiếc áo thun cũ, những chiếc áo ba lỗ cùng với đại một chiếc quần nào đó chẳng hạn, thì nhiều khi nó không có tạo nên sự chỉnh chu của mình trong mắt những thành viên còn lại trong gia đình. Mà Kiều Khanh nghĩ rằng là các chị em phụ nữ của mình đó, khi ra ngoài đã đẹp rồi thì ở nhà cũng nên chỉnh chu, cũng nên xinh đẹp, chứ cũng không có nên là có một cái sự chênh lệch quá lớn giữa hình ảnh khi mà mình đi ra ngoài, mình làm việc và khi trở về nhà quý vị nha. Và cũng có một số những cái vấn đề tế nhị mà Kiều Khanh nghĩ là chắc là khi mà chia sẻ là các chị em phụ nữ khác là mình nghe là mình hiểu và mình đồng tình liền. Ví dụ như là trong gia đình của mình có một cái vị khách thường xuyên đi, một họ hàng nào đó ở dưới quê lên ở chung với gia đình của mình mà lại là người khác giới chẳng hạn, thì đôi khi là những cái bộ trang phục mặc nhà trước đây mình có trong gia đình toàn là những người thân trong nhà thì không sao hết, nó có thể là nó hơi gợi cảm tí xíu ha, nó có thể là hơi hở hang một tí xíu và cũng tạo ra những cái sự không thuận tiện cho lắm trong lúc mà mình đứng lên, mình ngồi xuống, mình làm một số những cái việc nhà, mình lau chùi, mình dọn dẹp chẳng hạn, thì những điều đó thì nó cũng bình thường thôi đối với những cái thành viên còn lại, những người ruột thịt ở trong gia đình
đình của mình. Nhưng mà khi có những người khác, khách đang ở lâu trong nhà mình nè, hay là khách đột xuất tới chơi nhà, thì Kiều Khanh nghĩ là cái điều đó cũng không có nên đâu. Do đó chúng ta cũng nên có những cái bộ trang phục mặc nhà nó khá là chỉnh chu để chúng ta có thể là lựa chọn trong những cái trường hợp như vậy quý vị nha. Và ngày hôm nay thì mình mua sẵn, mua thì mình mua một lần là 3 bộ luôn. Thật ra mình chỉ mua 2 bộ thôi, một bộ là mình được tặng. Như vậy là cái chi phí mình tiết kiệm rất là nhiều. Và nếu các chị em nào mình có đang theo dõi chương trình này mà thấy cơ hội này quá hấp dẫn đi, thì phải nhớ kể cho người hàng xóm của mình hay là người thân của mình, người chị, người bạn của mình. Alo, phải gọi ngay đến VTV Hyundai, bởi vì đây là một cơ hội rất là hấp dẫn với số lượng sản phẩm có giới hạn và sẽ trôi qua rất là nhanh nha. Tại thường các chị em mình mà thấy cái mua đồ tiện lợi, hữu ích cho mình, ai cũng cần nè, mà giá rẻ, giá phải chăng là phải gọi liền cho các chị em khác để chia sẻ. Thì sau khi là chúng ta chia sẻ với nhau như vậy đó, thì các chị em mình sẽ đều có là đến 3 bộ luôn để mình mang về, mình bổ sung ngay vào trong cái tủ đồ của mình. Mình mở ra mình không có cần phải loay hoay ghép áo này với quần kia nữa, mà đã có ngay là 3 bộ chất lượng, tất cả đều là chất liệu thun lạnh các chị em nha. Co giãn rất là tốt luôn đó. Cái sắc màu thì nó cũng sẽ tươi theo cái thời gian mình sử dụng luôn, không có lo ngại cái tình trạng là bị ảnh hưởng màu sắc hay là ảnh hưởng cái chất liệu. Và cả 3 bộ thì đều sẽ có đó là cái độ viền rất là đẹp các chị em nha, và co giãn đều rất là tốt luôn, dù là màu xanh, màu đỏ hay là màu hồng. Và như vậy là chúng ta sẽ cảm thấy là trong mọi cái biên độ hoạt động của mình á, ví dụ như là mình với lên nè, mình đứng lên, mình ngồi xuống liên tục, bởi vì mình dọn dẹp những cái vật dụng khác nhau ở trong gia đình của mình, trong những cái không gian nó khá là khó. Ví dụ như là mình với để mình có thể là chòi rác ở dưới cái gầm ghế sofa nhà mình chẳng hạn đi, cũng đòi hỏi là cái biên độ của tay và chân phải hoạt động rất là liên tục với một cái biên độ rất là lớn quý vị nha. Do đó những cái bộ trang phục mà nó quá chật hay là chất liệu nó không co giãn thì cũng sẽ gây cản trở cho mình ít nhiều đó. Còn đối với lại chất liệu thun lạnh thì Khanh lại thấy là cái chất liệu này rất là chiều chuộng cái cơ thể của người mặc nè. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó mềm, nó mát, nó mỏng thoáng, và bên cạnh nó lại còn co giãn cực kỳ ấn tượng như thế này nữa. Và chúng ta cũng có thể là kiểm nghiệm cái độ thoáng khí của những cái chiếc áo của bộ sản phẩm này nha. Đó, một rồi, cái hai, áo nè, hai áo rồi thử ba áo, áo không luôn đi nha. Đó quý vị các bạn, chúng ta sẽ thấy là làn khói nó đi qua rất là dễ dàng, tiện lợi luôn quý vị các bạn nha. Dù là để rất là nhiều lớp áo lên bên trên nhưng mà hơi cũng thoát ra rất là tốt. Sản phẩm giúp chúng ta có thể là mặc thoải mái, thoáng khí, dịu nhẹ cho làn da của mình, không có gây cái cảm giác kích ứng da. Ví dụ như nãy giờ Phụng Yến với Kiều Khanh mặc ngồi nói chuyện với nhau rất là thoải mái đúng không nào? Có thể là quý vị các bạn chúng ta vận động, mình làm việc nhà cũng dễ chịu, nó không có bị quá ôm hay là nó quá chà sát vô cái da của mình. Mặc nó dễ chịu, thoải mái, với lại chất liệu thun lạnh và kiểu dáng cũng đẹp nữa. Ví dụ như Yến thấy là nó có viền cổ nè, đồng bộ với lại cái viền của cái tay. Rồi ở cái phần dưới tà áo của chúng ta cũng sẽ có viền luôn các chị em nha. Hay là cả là cái phần quần của mình, đó cũng có đường viền. Như vậy là tất cả là đều đồng bộ với nhau, cảm giác rất là thoải mái luôn. Và ví dụ như trong cái quá trình mình vận động như vậy, nó co giãn cũng tốt nữa, kéo lên kéo xuống thoải mái dễ chịu đó, không có lo cái tình trạng bị hầm bí hay là khó chịu một chút xíu nào. Và khi mình trực tiếp trải nghiệm những bộ trang phục này lên trên người thì mình cũng nhận thấy cái sự chỉnh chu tỉ mỉ của nó ở đường kim mũi chỉ đúng không? Đường may chắc chắn nào và may cũng không có bị sập sệt chỗ nào quý vị nha. Do đó cũng cảm thấy rất là ưng ý khi mua sắm quý vị ạ. Nhanh tay lựa chọn combo bộ đồ theo mặt nhà hay hairstyle, màu sắc nhã nhặn, đường may chắc chắn, họa tiết theo dịch kim sang trọng, form dáng phù hợp với mọi cân nặng từ 45 cho đến 65 kg. Sản phẩm có thiết kế đặc biệt dành cho phụ nữ trung niên. Combo bộ đồ thêu mặt nhà Hair One Style được sản xuất tại Việt Nam với chất liệu thun lạnh, thoáng khí, mềm mại, thấm hút mồ hôi tốt, độ co giãn lại tốt nữa, giúp người mặc thoải mái và dễ vận động, hạn chế phai màu và không bị biến dạng sau khi giặt, nhanh khô, không tốn thời gian ủi thẳng, trang phục không thể thiếu cho các chị em nội trợ. Cơ hội mua sắm hấp dẫn quay trở lại với quý vị trong chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng của Hair One Style, sở hữu ngay combo bộ đồ thêu mặt nhà quý vị nha, với mức giá chỉ là 599.000 đồng mà thôi, nhận tặng thêm một nước xả vải cơm pha Thái Lan và tích lũy 50.000 đồng cho những lần mua sắm sau. Chỉ với 599.000 đồng, chúng ta đã có thể mua sắm ngay 3 bộ đồ thêu mặt nhà của thương hiệu Hair One Style, thoải mái trong vận động, tạo kiểu dáng thật đẹp mắt cho các chị em phụ nữ của mình, và chất liệu thun lạnh, mặc rất mát các chị em nha. Trong bộ sản phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ có là một bộ tay dài, một bộ tay ngắn và thêm là một bộ lửng không tay làm quà tặng nữa. Cơ hội rất là ưu đãi với các chị em phụ nữ mình, phải cần đẹp mọi lúc mọi nơi các chị em nha. Và đừng quên, chúng ta làm đẹp ngay tại ở gian nhà của mình luôn. Và tất nhiên đẹp phải đi đôi với thoải mái,
mái để mình còn có thể làm việc nhà nè, để mình còn có thể là bồng con, bế cháu hay là đi chợ mua sắm dụng chẳng hạn. Chúng tôi gửi đến cho quý vị bộ trang phục này vừa mặc đẹp vừa cảm thấy thoải mái và năng động mỗi ngày các chị em nha. Chúng ta có thể là thay đổi màu sắc với bộ xanh thì mặt nhìn tươi mát hơn hoặc là nổi bật hơn cùng với lại màu đỏ đô chẳng hạn, rồi có thêm bộ lửng không tay nữa với sắc hồng nhẹ nhàng. Và với dòng sản phẩm này chúng tôi gửi đến thì quý vị có thể là dễ dàng lựa chọn mua sắm cho bản thân mình hoặc dành tặng cho những người phụ nữ mà chúng ta yêu thương. Các chị em phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau chúng ta cũng có thể là diện bộ trang phục mặc nhà này các chị em nha. Đó, có điểm nhấn ở ngay khu vực cổ áo nè, tôn lên vẻ đẹp nữ tính cho các chị em mình và tạo điểm nhấn cho phần cổ của chúng ta, đồng bộ với cả phần ren thêu ở ngay cả phần tay áo nè, cũng như là chiếc quần của mình và cả vạt áo nữa quý vị ạ. Chúng ta có thể sở hữu bộ trang phục này làm quà tặng với mức giá rất là hấp dẫn luôn, chỉ có 599.000 đồng mà thôi, lại có đến là 3 bộ giao hàng đến tận nha. Quý vị thân mến, thời gian của chương trình đang trôi qua rất là nhanh quý vị nha. Hãy sở hữu cho mình những bộ trang phục mặc nhà chất lượng nè. Và chúng ta có thể là ngồi phòng khách nói chuyện với lại những cái cô bạn đến chơi nhà như là Phục Yến và Kiều Khanh đang ở đây. Vẫn cảm thấy là mình đẹp, vẫn cảm thấy là tự tin, không có cần ngại với bạn của mình nè. Rồi ngay cả khi mà quý vị các bạn chúng ta thấy là dù đang ngồi chơi nói chuyện chị em gì rồi tí 4 giờ đi đón các con nhỏ chẳng hạn, thì thôi mình cũng lấy xe mình chạy đi mình đón bình thường đúng không? Mình chạy lên chạy xuống thay đồ đúng không? Mà quần này đi đón bé ở trường mẫu giáo cũng thấy cũng được, đâu có sao đâu đúng không nào? Thay vì là mình cứ lấy áo này quần kia ở trong tủ đồ của mình, nhiều khi bị sờn bị cũ rồi không có đẹp đó, chúng ta cũng cảm thấy là không có tự tin. Cơ hội rất là hấp dẫn ngày hôm nay thì mình đừng bỏ qua các chị em nha. 599.000 đồng mà thôi, mua 2 bộ là mình có cái bộ xanh là nó là tay lửng như thế này đây. Mình rồi, bữa nào mình muốn nó kín đáo một chút xíu thì mình có thể là mặc bộ xanh tay lửng, còn muốn thoải mái hơn một chút thì mình đã có cái bộ đỏ đậm với cái tay ngắn hơn. Rồi muốn thoải mái nữa trong những cái ngày nó quá nóng mất đi thì bây giờ mình mặc cái bộ màu hồng đó, quần lửng rồi không có tay luôn. Và nếu như mà các chị em phụ nữ trước giờ vẫn phân vân là không biết là mua ở đâu để kiếm được những cái bộ đồ trang phục mặc nhà mà chất liệu phải là thun lạnh nha, mà nó mịn, nó mát, nó dễ chịu nhưng mà vẫn phải đủ dày để không bị lộ da khi mà mình mặc đi ra ngoài dưới ánh sáng mặt trời chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể là ngay bây giờ nè, mình đặt hàng bằng những cách thức rất là đơn giản, gọi ngay đến số tổng đài đang hiển thị trên màn hình TV nhà mình bây giờ quý vị nha, và nói cho chúng tôi biết địa chỉ nhà quý vị ở đâu, chúng ta sẽ rất là nhanh chóng giao hàng đến tận nhà cho quý vị. Mình mở ra mình kiểm tra lại đầy đủ nè, có 2 bộ sản phẩm chính rồi nha, rồi sau đó được tặng thêm bộ thứ 3 nữa mình mới thanh toán các chị em ạ. Hãy nhanh tay lên sở hữu cùng với chúng tôi đi nào. Và nếu như chúng ta thấy đang có cơ hội hấp dẫn quá thì đừng quên chia sẻ cơ hội này với các chị em phụ nữ khác nữa nha. Alo cho chị của mình ở xa chẳng hạn, ở dưới quê chẳng hạn, nói là nhớ theo dõi chương trình này và đặt hàng chung với VTV Hyundai. À không, nếu chị bận thì thôi em đặt luôn cho chị luôn. Có lẽ là đặt mấy bộ và giao về mấy địa chỉ khác nhau cũng được quý vị nha. Hãy nhanh tay lên nắm bắt cơ hội, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi. Và xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình này chung với Phụng Yến và Kiều Khanh. Xin chúc quý vị sẽ nhanh tay mua được hàng tốt quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.